Xin chào tất cả các bạn. Ở các tiết học trước, các bạn đã biết cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối, cách quan sát và tả các bộ phận của cây. Vậy làm thế nào để xây dựng các đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, tập làm văn, đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Bây giờ, thầy và các bạn sẽ cùng nhau đi vào phần 1, nhận xét. Câu 1, đọc lại bài Cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam, sách giáo khoa tiếng Việt 4, tập 2, trang 32. Các bạn hãy mở sách giáo khoa ra và đọc thật là to rõ cho thầy nhé. Đây cũng là cách giúp các bạn rèn đọc đấy. Bây giờ, thầy và các bạn cùng nhau đọc lại bài Cây gạo nhé. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo liền cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đại hoa nặng chuối xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tiết như trong trống năm thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãng, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ả, lại trở về với sáng vẻ xanh tươi, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiên lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh, những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múc mít, hai đầu khon phút như con khoi, sợi bông trong quả đầy dần, căng lên, những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín, đội vung mà cười, trắng lóa, cây rạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Theo Vũ Tú Nam. Bây giờ, các bạn hãy hướng mắt lên màn hình. Thầy sẽ cho các bạn xem hình ảnh về cây gạo và bông hoa gạo. Bây giờ, thầy và các bạn sẽ đi vào tìm hiểu các đoạn trong bài văn nói trên nhé. Sau khi đọc bài văn Cây gạo, các bạn có thể cho thầy biết bài này được chia làm bao nhiêu đoạn? À, bài này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ cây gạo già cho đến nơm thật đẹp. Đoạn 2, từ hết mùa hoa cho đến về thăm quê mẹ. Đoạn 3 là phần còn lại. Vậy bây giờ các bạn hãy cho thầy biết dựa vào dấu hiệu nào để các bạn biết được bài văn trên được chia thành 3 đoạn? À, dấu hiệu để nhận biết các đoạn trong bài văn là mỗi đoạn mở đầu ở chỗ lùi vào một chữ đầu dòng, kết thúc ở chỗ dấu chấm xuống dòng. Nãy giờ, thầy và các bạn đã cùng đọc lại bài văn Cây gạo cũng như chia đoạn cho bài văn. Tiếp theo đây, thầy và các bạn sẽ tìm hiểu nội dung của từng đoạn. Bây giờ các bạn hãy đọc lại bài văn một lần nữa và cho thầy biết mỗi đoạn có nội dung chính là gì. Và sau đây là nội dung chính của từng đoạn. Đoạn 1, tác giả miêu tả thời kỳ ra hoa của cây gạo. Ở thời kỳ này, các bạn sẽ thấy được những bông hoa gạo nở đỏ rộ, rất là đẹp. Đoạn 2, tác giả miêu tả thời kỳ hết mùa hoa của cây gạo. Đoạn 3, tác giả tả thời kỳ ra quả của cây gạo. Và các bạn có nhận xét gì về trình tự miêu tả cây gạo trong bài văn này? Để miêu tả cây gạo, đầu tiên tác giả đã tả thời kỳ ra hoa, tiếp theo tả thời kỳ hết mùa hoa và cuối cùng là tả thời kỳ ra quả của cây gạo. Qua đó, ta rút ra được nhận xét. Tác giả miêu tả cây gạo theo từng thời kỳ phát triển của cây. Qua những nhận xét trên, ta rút ra được trong bài văn miêu tả cây cối, mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định, chẳng hạn tả bao quát, tả từng bộ phận của cây hoặc tả cây theo từng mùa, từng thời kỳ phát triển. Khi viết hết mỗi đoạn văn cần xuống dòng, các bạn hãy ghi nhớ nội dung này nhé. Bây giờ,
Thầy và các bạn sẽ đi vào phần luyện tập nhé. Xác định cái đoạn văn và nội dung chính của từng đoạn trong bài văn dưới đây. Bạn hãy nhìn vào sách giáo khoa và đọc thật to bài cây chám đen một lần cho thầy nhé. Bây giờ các bạn hãy hướng mắt lên màn hình. Thầy sẽ cho các bạn xem hình ảnh về cây chám đen, quả chám đen và những món ăn kết hợp với quả chám đen nhé. Đây là hình ảnh của cây chám đen. Còn đây là hình ảnh của quả chám đen. Còn đây là xôi được nấu chung với quả chám đen. Còn đây là thịt kho chung với quả chám đen. Nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt đúng không các bạn? Bây giờ các bạn hãy đọc lại bài cây chấm đen một lần nữa và cho thầy biết bài này có thể chia làm mấy đoạn. A. Dựa vào dấu hiệu nhận biết đoạn văn, mở đoạn lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng, ta có thể xác định được bài cây chấm đen có thể chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến chừng một gang. Đoạn 2, từ chám đen cho đến không chạm hạt. Đoạn 3, từ cùi chám cho đến hay cớm. Đoạn 4 là phần còn lại. Bây giờ các bạn hãy xem cách chia của các bạn với cách chia của thầy có giống nhau không? Nếu giống, các bạn hãy tự tuyên dương mình nhé. Đoạn 1, cho chúng ta biết giới thiệu về cây chám đen, tả bộ phận của cây chám đen. Đoạn 2, tả hai loại chám đen tẻ và chám đen nếp. Còn đoạn 3 là ca ngợi hương vị và ích lợi của quả chám đen. Và đoạn 4, tình cảm sự gắn bó của người dân bản và tác giả đối với cây chám đen. Mỗi đoạn đều có một nội dung chính của riêng mỗi đoạn. Bây giờ hãy cho chúng ta cùng tiếp tục đi vào nội dung tiếp theo nhé. Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết. Để viết được đoạn văn nói về lợi ích của loài cây, cần xác định, giới thiệu loài cây mà các em định tả. Loại cây đó có lợi ích gì với con người và môi trường xung quanh? Cần diễn đạt văn trôi chảy, bố cục rõ ràng. Bây giờ các bạn hãy quan sát về màn hình, hãy đố các bạn đây là cây gì? A. Đây là cây chuối. Vậy lợi ích của cây chuối là như thế nào? A. Lá của chuối chúng ta dùng để gói bánh, gói giò chả. Quả chuối ăn rất là ngọt và bổ. Hoa chuối có thể làm gỏi, nộm. Củ chuối, con chuối thì chúng ta có thể cho lợn ăn. Bây giờ các bạn hãy hướng mắt về màn hình và cho thầy biết đây là cây gì? À, đây là cây hoa hồng. Vậy lợi ích của cây hoa hồng là gì? À, cây hoa hồng có rất là nhiều lợi ích. Có thể nói đến, hoa hồng có thể làm nước hoa, có thể trang trí nhà cửa, hoặc cũng có thể làm trà. Ngoài ra, hoa hồng còn rất nhiều lợi ích khác. Ví dụ như có thể làm những sản phẩm dưỡng da hoặc là chăm sóc da mặt, vân vân. Và tiếp theo đây là hình ảnh cây dừa. Hiếm có loài cây nào có nhiều lợi ích như cây dừa. Từ xa xưa, các cụ thường dùng lá dừa để lập mái nhà. Thân dừa, tàu dừa có thể được dùng để phơi khô, làm củi để đốt. Bên cạnh đó, người ta còn dùng tàu dừa để làm cổng hoa, trang trí lễ hội hoặc làm cổng cưới. Lá dừa được dùng để gói bánh, xếp đồ chơi cho trẻ con trong làng. Đặc biệt nhất là quả dừa cho nước uống vừa ngọt vừa mát. Đây chính là món giải khát thơm ngon, bổ dưỡng được mọi người yêu thích. Chính vì có nhiều lợi ích như vậy, nên mọi người thường trồng cây dừa ở khắp nơi trên đất nước của chúng ta. Nãy giờ, thầy đã cho các bạn xem một số hình ảnh về các loài cây và lợi ích của chúng. Bây giờ các bạn hãy dựa vào những gợi ý và viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây vào vở rèn thêm của mình nhé.
Thời gian làm bài bắt đầu. Và đây là ví dụ của thầy. Thầy viết về cây nhãn và cây phượng. Các bạn có thể tham khảo. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ở nhà, các bạn hãy học thuộc lòng ghi nhớ trang 53 sách giáo khoa, hoàn thành các bài tập vừa học và làm vở bài tập tiếng Việt cho thầy nhé. Chuẩn bị bài, luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau.